Mày làm với tao không? Những thằng như tao với mày, kiếm kẻ thù thì dễ, bạn bè mới hiếm. Cô Khanh ơi, Tuệ ơi. Dạ. Mở anh cửa đi. Chí à? Sao làm gì mà lại khóa chẳng khóa đục kinh này? Em khóa thì mới khóa cho chắc bác ạ. Dạo này có mấy cái thành phần bất hảo nó lảng vảng quanh đây, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì chết. Thế cô khóa thế này thì lúc cháy nổ thì chạy kiểu gì? Có còn hơn không bác ạ. Bây giờ cái lũ đầu trộm đuôi cướp giang hồ tù tội nó đột nhập vào đây thì sao? Nó có đột nhập đâu, nó đường đường chính chính nó vào nhà mình luôn đấy chứ. Bác thông cảm, nhà có trẻ con, ngày xưa yên bình thì chả sao, giờ em phải lo cho an toàn của cái mầm trước đã bác ạ. Anh đừng có giận vợ em ấy nhá. Tính cô ấy là cái thích gì nói đấy, chứ không phải là người có tâm địa gì đâu anh ạ. Nó lo là đúng. Từ lúc tao về, toàn chuyện sự ối rồi xảy ra với nhà mày. Lại suy nghĩ đinh tình. Thôi, vào đi ngủ đi, mai còn đi làm nhé. Đuổi rồi còn làm cái gì? Nhỉ. Nhưng mà không được, vẫn phải đi làm. Vợ em chưa biết đâu. Đi. Mày đi ngủ trước đi. Thôi đi. Đi vào. Sự